Hello anh em, mình nhau đều đồng phối ghép một bộ âm thanh. Mời anh em cùng theo dõi, đó là âm ly của Mỹ và loa của Nhật. Loa bass 35, âm ly Hartmann Cardon 6800, giá 8 triệu. Phối ghép này anh em có thể chơi đa di năng hay có thể chơi bạo lực được, bởi vì đôi loa này nó là một đôi loa cực kỳ gấu của dòng Diatone. Loa có thiết kế đẹp anh em nha, chép dom, mid dom, cái mid của nó trông cực kỳ ấn tượng, mạ vàng ở rốn loa. Loa bass 35 màng giấy gân vải, đánh bass rất phê luôn, mở giá thì bình dân, giá 12 triệu đồng thôi anh em nhé. Hàng bãi zin đẹp luôn, zin chất bãi, góc cạnh đẹp mê luôn. Âm ly thì là âm ly Mỹ, còn âm ly này thì rất đặc biệt, ghép được nhiều loa. Mà cái dòng Hartmann này thì nó cực kỳ hiếm luôn anh em nhé. Đây là thông tin của đôi loa. 6 ohm 100W 501, góc cạnh đẹp mê ly luôn. Loa lép, loa đai. Âm ly thì 4 tụ lọc, nguồn to vật vã và chạy 8 sò thang. Còn âm ly này thì tiếng nó ở trên âm ly Nhật, trên âm ly Nhật một cấp về độ hay âm thanh. Âm ly giá 8 triệu, còn đôi loa là giá 12 triệu. Âm ly size 43,544 anh em nhé. Âm ly cỡ to, kích thước to. Còn âm ly này cửa hàng đã có một clip test riêng rồi. Hartmann Cardon 6800. May cửa hàng phối ghép vào đôi loa Diatone, anh em cùng nghe. Một bộ âm thanh phải nói là khá là to. Âm ly to, loa to. Hoa còn thứ gì vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Nhưng đêm chớ sầu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bê dâu. Biết chăng ngày sau, khi ngó về gần vui phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa tứ bề bàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời kim kín thơ thao. Nhà nàng với nhà tôi, tình thân thiết vô vàng, làm sao nàng ngờ. Thì con âm ly dòng Hartmann này thì nó đánh đa năng lắm anh em ạ, vì nó là dòng âm ly hay, nổi tiếng của Mỹ. Anh em ghép những dòng loa JBL, loa Bose hoặc dòng loa châu Âu đánh tuyệt vời, nó đánh dễ đánh và nó khỏe. Ok, xin cảm ơn anh em.